Sau thành công của phương tiện mặt đất không người lái tự động Barkan, công ty Havasan của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ra mắt một mẫu UGV mới có tên gọi là Kaptan tại triển lãm hàng không và quốc phòng Saha Expo diễn ra ở Istanbul vào tháng 10 năm ngoái. Kaptan là phương tiện mặt đất không người lái hạng nặng, được thiết kế để hỗ trợ binh lính thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ vận chuyển thiết bị quân sự, thương binh, xử lý bom cho đến giám sát, trinh sát và đánh giá thiệt hại trên chiến trường. UGV này là bản nâng cấp của người tiền nhiệm Barkan. Theo nhà sản xuất, Kaptan được trang bị hệ thống vũ khí 30x113mm và tầm bắn hiệu quả 2km. Bên cạnh đó, Kaptan cũng có thể tích hợp các loại vũ khí với cỡ nòng khác nhau để chống lại các mục tiêu trên bộ và trên không. Với cấu trúc bánh xe mang lại khả năng cơ động cao, Kaptan có khả năng tác chiến vượt trội trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình và trong các điều kiện tầm nhìn khác nhau. Kaptan còn có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tuần tra tự động với hệ thống định vị toàn cầu GPS, lập kế hoạch tuyến đường linh hoạt và có thể tự quay trở về vị trí ban đầu trong trường hợp mất liên kết. Kaptan có trọng lượng 1,4 tấn và tải trọng 600 kg. Nó có thể di chuyển với vận tốc tối đa 25 km/h, vượt chướng ngại vật cao 0,5m, vượt hào sâu 1,2m và hoạt động liên tục trong vòng 6 giờ. Kaptan dự kiến sẽ được đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ trước năm 2024.